mời các em học sinh chúng ta ngồi xuống. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời quý vị quan khách có xe ô tô mang biển số 48A14216 đang đậu trước cửa nhà dân. Bây giờ họ cần lấy ô tô ra để đi làm, nhờ chủ xe 48A14216 vui lòng ra phía trước di chuyển cho người dân lấy ô tô ra khỏi nhà. Trân trọng thông báo. Xin được thông báo quý khách có ô tô mang biển số 48A14246 hiện đang đậu trước cửa nhà, vui lòng di chuyển để cho người dân lấy xe ra. Trân trọng thông báo. Xin mời đội văn nghệ chúng ta chuẩn bị sau sân khấu, chuẩn bị sẵn sàng biểu diễn. Mời đội văn nghệ tập trung sau sân khấu để sẵn sàng biểu diễn. Alo,
Một lần nữa, ban tổ chức mời đội văn nghệ chúng ta tập trung sau sân khấu để chuẩn bị biểu diễn. Nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các thế hệ học sinh về dự lễ 40 năm thành lập trường Trung học phổ thông Đắc Min 1982-2022. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức xin đời ấn quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các thế hệ học sinh nhà trường lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo cùng các thế hệ học sinh về tham dự buổi lễ hôm nay. Trên quê hương Đắk Nông xinh đẹp, có một ngôi trường trung học phổ thông mang tên Trường Trung học phổ thông Đắk Min. Với bề dày truyền thống 40 năm trưởng thành và phát triển, trường là niềm tự hào của bao thế hệ giáo viên và học sinh nơi đây. Quá khứ, hiện tại, tương lai, trường luôn là một cơ sở giáo dục có chất lượng cao. Quá khứ, hiện tại, tương lai, trường luôn là một cơ sở giáo dục có chất lượng cao, có uy tín, là niềm hy vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Đắk Min nói riêng, của tỉnh Đắk Nông nói chung. Kính thưa quý vị, trong niềm tự hào của ngôi trường 40 năm tuổi, kính thưa quý vị, trong niềm tự hào của ngôi trường 40 năm tuổi, trong niềm vui hân hoan khi được đón tiếp quý vị đại biểu về tham dự lễ kỷ niệm trọng đại này, chương trình nghệ thuật gồm những ca khúc người ca quê hương đất nước, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, những ca khúc ca ngợi nghề giáo cao quý, ca ngợi mái trường mến yêu, và đặc biệt là niềm tự hào về ngôi trường Trung học phổ thông Đắk Min yêu dấu, gồm tiết mục hát múa Người ca Tổ quốc của nhạc sĩ Hồ Bắc, tiết mục Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, ca khúc Người giáo viên nhân dân của nhạc sĩ Hoàng Vân, ca khúc Make up Bùi Phấn Em yêu trường em, và đặc biệt là ca khúc Đắk Min ngôi trường mến yêu lời thơ cô Kim Sen, phổ nhạc Trần Hiệp. Chương trình nghệ thuật dưới sự phối hợp thực hiện của các anh chị cựu học sinh, quý cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh đang công tác và học tập tại trường xin phép được bắt đầu.
sông yêu dấu có những đàn em được đông đêm trăng, lũy tre bóng ru vòng tiếng ai ca như mùa xuân đêm. Kìa nhà sàn tranh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, xưa nghèo tăm tối nay đổi mới, tiếng cười rộn rã bước chân thoát về chờ xa áo hoa nòng cười với ta. La home.
trên xóm làng miền Nam, hình người như tiếng quân ca rục lòng vươn cánh bay xa, bùng lên giải phóng quê nhà là một niềm tin. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người là một niềm tin. Hồ Chí lời ca bao la hơn những cánh đồng, mênh mông hơn mặt biển đông, êm đềm hơn những dòng sông. Lời ca nồng nàn hơn nắng ban mai, đẹp tình hơn cánh hoa mai, hùng thiêng hơn núi sông dài là một niềm tin. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người là một niềm tin. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người là một niềm
bài ca ấy loài hoa.